Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Kinh Bắc nhé. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2022 và đến với clip ngày hôm nay thì xin được giới thiệu đến các bác về một bộ sản phẩm hàng đặt của gia đình nhà bác Tạ Hữu Dũng đến từ Kiến Thụy, Hải Phòng. Và bác có đặt một bộ sản phẩm với nội dung chữ đó là Đức Lưu Quang ở Bức Hoành Phi, và câu đối thì sẽ được đục nội dung là Tổ Tông Công Đức Thiền Liên Thịnh, và bên tay trái thì sẽ đục là Tử Hiếu, Tôn Hiền, Vạn Đại Vinh. Và cái bộ sản phẩm được đục bộ chữ là Đức Lưu Quang thì các bác có thể treo ở nhà trưởng hoặc nhà thứ, nó không phân biệt. Còn các bác mà muốn treo ở nhà thờ họ hay là trưởng họ thì có thể đặt những cái sản phẩm đục bộ chữ như là Phúc Mãn Đường hay là Phụng Tổ Đường. Thì đây là bộ sản phẩm được làm trên chất liệu cây, đó là gỗ gụ. Đó. Và với Bức Hoành Phi thì có chiều dài là 1m97, cao là 67, ván là dày 2 phân và phần khung là bản 6x10. Và hai câu đối thì được làm với kích thước dày là 4 phân và chiều cao là 1m97, bản rộng là 27. Đó. Câu đối là dày 4 phân, cao là 1m97 và bản rộng là 27. Thì những cái sản phẩm bộ câu đối cuốn thư hay là Hoành Phi câu đối thì đều được bên em ưu tiên về cái mức độ chọn gỗ hoàn thiện, nó rất là kỹ, và tất cả các cái vật liệu mà sử dụng thì đều là sử dụng những cái vật liệu đắt tiền như là phần sơn thì sử dụng chất liệu sơn là O7 như các bác. Nó sơn là sơn O7. Và cái phần vàng thì được dát vàng Đài Loan, đó, và toàn bộ các phần keo, đó, phần sơn thì đều sử dụng là sơn Nhật. Và sau khi dát vàng thì bên em đều phủ lên bên trên là một lớp bóng như các bác. Đó. Và chữ thì đục cả chữ nho và phụ đề dịch bằng tiếng Việt. Kèm theo đó là đục trên nền cấm chữ vạn tượng trưng cho vạn phúc vạn lộc, và xen kẽ thì có đục 4 cây tứ quý, đó là tùng, cúc, trúc và mai. Đó, tùng, cúc, trúc, mai. Và những cái đường nét đục chạm thì được đục chạm lạo gọt và hoàn thiện rất là kỹ đấy ạ. Và đặc biệt là cái bề mặt dát vàng thì luôn có một cái bề mặt dát vàng nó rất là căng, đó, rất là căng vàng và rất là sáng đấy ạ. Cực kỳ là gọn nét. Với cái kinh nghiệm là sản xuất về cái đồ thờ trên 25 thì những cái sản phẩm bên em thì làm có một cái chuyên môn rất là cao. Đó, phần ván bên trong là toàn bộ là ván liền, dày là 2 phân và mặt sau thì sẽ chạy cho các bác là 3 thang héc nhá. Đó, 3 thang héc mặt sau. Đó, thì đây là một thang này, 2 thang và cuối cùng là 3 thang. Đó, chạy 3 thang héc thì những cái sản phẩm này thì có một cái độ bền rất là cao. Và câu đối thì được đục bộ chữ là Tổ Tông Công Đức Thiền Liên Thịnh. Đó, thì các bác có thể đặt những cái sản phẩm theo bộ chữ yêu cầu riêng, cũng như kích thước theo yêu cầu. Thì bên em có nhận đặt hàng theo kích thước, mẫu mã và chủng loại gỗ, và có nhận đục những cái bộ chữ theo yêu cầu. Và đây là bộ sản phẩm của gia đình nhà bác Tạ Hữu Dũng đến từ Kiến Thụy, Hải Phòng. Bác đã đặt trực tiếp trên Zalo. Đó, một bộ sản phẩm Hoành Phi với chất liệu cây, đó là gỗ gụ. Và một bộ sản phẩm ngày hôm nay thì đang có mức giá là 14.800.000. Giá là 14.800.000 mà thôi, thì các bác mà có nhu cầu muốn sở hữu thì có thể liên hệ ngay hoặc là kết nối trực tiếp qua Zalo với đơn vị của Đồ Gỗ Kinh Bắc theo số hotline đó là 0868 82 440 và địa chỉ thì ngụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và đặc biệt là những cái sản phẩm Hoành Phi thì bên em đã giới thiệu từ phần mộc nhá. Về những cái sản phẩm này thì được xẻ một lô, đó, một lô nên là gỗ đã để rất là khô, và những cái gỗ khô thì trạng thái của sản phẩm thì nó rất là ổn định. Đó, khi mà quý vị sử dụng thì rất là yên tâm. Đó, gỗ đã khô kiệt rồi thì cái trạng thái gỗ nó rất là ổn định, không nó mối mọt, cong vênh hay là lứt lẻ gì cả. Đó, rất là yên tâm. Và sơn BU thì sẽ sơn cả hai mặt. Đó, về phần sơn thì sẽ sơn kỹ cả hai mặt đấy ạ. Đó, mặt sau sơn rất là kỹ, sơn kỹ cả hai mặt. Và những cái sản phẩm mà sơn hai mặt thì rất là yên tâm. Đó, không lo bị mốc, không lo bị mối mọt cong vênh hay là bị lứt răm lứt toác. Và gỗ thì rất là ổn định, trạng thái gỗ thì rất là khô. Và ngoài ra thì có những cái sản phẩm mà đục thuần chữ Việt, nó đục chữ Việt theo kiểu thư pháp, thì các bác mà có nhu cầu muốn tư vấn hoặc là muốn xem thêm thì có thể liên hệ với bên em để bên em sẽ tư vấn và gửi thêm hình ảnh cho các bác. Và các bác mà yêu thích kênh thì có thể cho bên em một nút like, một lượt đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất mà bên em đăng tải lên YouTube nhé. Và giá thành thì một bộ sản phẩm Hoành Phi ngày hôm nay thì có mức giá là 14.800.000. 14.800.000 rất là rẻ, thì các bác mà có nhu cầu mà trang trí, nó bài trí trong không gian phòng khách, em xin lỗi là trong không gian phòng thờ, thì có thể liên hệ ngay để được sở hữu những cái sản phẩm hàng chất lượng cao Đó. Và clip ngày hôm nay thì bên em cũng xin phép là được khép lại tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.